Em tên là Lê Thị Thanh Thanh. Lê Thị Thanh Thanh. Dạ. Bạn bè hay gọi là Donny. Donny. Dạ, em sinh 90. Em quê ở Bến Tre. Thì hiện tại em đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm công việc gì? Dạ em làm bên phun xăm thẩm mỹ, em làm tự do. Mà sao tự nhiên mà con trai mà có chữ Thị? Tại vì từ nhỏ thì ba mẹ sanh ra đâu có biết, đâu có xác định được giới tính của em là như vậy. Ờ vậy túm lợi lúc sinh ra em là con gái. Dạ đúng rồi. Con gái thiệt. Trời ơi con gái. Rồi bao giờ thì em mới biết là em không phải con gái? Đến khoảng năm em học lớp 10, 11 á, thì em mới bắt đầu em có tình cảm với một người lớn hơn em. Ờ đó rồi còn em, mời em giới thiệu. Chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia. Em tên là Trần Nguyễn Nhi. Dạ, mọi người hay gọi em là Yuri. Em sinh năm 1992. Năm nay hai bạn ai cũng có cái tên khác. Bên đây là Donny. Donny. Bên đây là Yuri. Yuri. Ủa sao cũng y. Chắc hồi tôi lộn với hai tôi mệt hợp rồi nha. Y. Vậy tôi thấy hợp rồi đó. Dạ hiện tại thì em làm người mẫu tự do. Với lại em cũng có tham gia một cái hội mà bên bảo vệ phụ nữ với trẻ em khỏi bạo lực tình dục với chị, mà dành cho LGBT, cho nữ thôi ạ. Có nguyên nhân gì để em làm trong cái công việc đó? Lúc nhỏ thì em cũng có bị bạo lực á. Lúc mà mình còn nhỏ mình biết được cái chuyện mà cái tiếng nói của mình nó chị đó, nó không có được lớn để mình có thể chống cự lại những cái gì xung quanh á, nên mình hiểu là mình bị thiệt thòi thế nào. Đó là bạn bao nhiêu tuổi? Dạ khoảng 4 tuổi. Em vẫn còn nhớ à? Dạ thì có thể là nó tại vì nó không có được vui vẻ nên mình nhớ lâu. Nên khi mà em biết đến cái dự án này á, thì dự án này ở bên Sisaga tổ chức á, thì giống như là nó là một cái gì đó mà em muốn lấy ra những cái gì mà mình đã từng trải qua, những cái gì mà mình đã kinh nghiệm của mình để có thể giúp đỡ mấy bạn và trải qua những giai đoạn của mình khó khăn như thế nào. Đó là cái câu chuyện làm trong cái hội bảo vệ những người phụ nữ mà bị giống như là bị xâm hại tình dục á, đúng dạ, không? Đúng rồi. Thưa quý vị, hôm nay là một cái cặp đôi này đối với Tường là cũng khá đặc biệt, cho nên là chị cũng phải tò mò, chị hỏi nhiều một chút. Nên tụi em cũng đừng ngại chia sẻ, tại chị không biết thì chị phải hỏi thôi. Tại vì chị cũng đã từng tiếp xúc với những cặp đôi ở những chương trình này cũng như là những chương trình khác chị tham gia. Mà có khi là chị thấy có một lần chương trình hình như là Yêu Là Cưới hay gì đó, thì chị thấy là như hai bạn đến tham gia chương trình mà đều là con gái hết. Còn bên em hồi nãy chị nhìn chị lộn em, chị tưởng em là con trai. Dạ. Thì ví dụ như trong cái cộng đồng của mình là mình có cái tên gọi gì đặc biệt cho những trường hợp giống như em không? À, gọi là SB cứng. SB cứng. Dạ đúng rồi. Còn ví dụ những bạn tóc dài á, về phía bên nam á, thì gọi là SB mềm. Vì phân biệt chữ cứng với chữ mềm thôi. Dạ đúng rồi. Còn các bạn nữ thì không có tên gọi gì hết. Dạ gọi là phém. Tôi rất là thích làm những chương trình như thế này, tại vì mình mở mang kiến thức á, mình được tiếp cận nhiều, mình hiểu được nhiều cái ngóc ngách tâm lý của các bạn. Tại vì bây giờ cộng đồng LGBT rất là mạnh. Và cái thứ hai nữa là cái quan điểm của mọi người cũng đã cởi mở hơn, và không có còn một cái sự gì gọi là ái ngại hay kỳ thị gì hết, cho nên là chị thấy làm rất là vui. Bao giờ thì em biết là giống như bạn này nói là nãy em nói lớp 10 hả? Dạ 10, 11. 10, 11 là khoảng tầm 16, 17 tuổi thì bạn ấy phát hiện ra là bạn ấy thích bạn nữ. Thế còn em thì từ lúc nào mà em biết cái... Em cũng lớp 10. Thực ra thì giống như trước đó, trước cái lớp 10 đó thì em có những cái cảm xúc mà dành cho những bạn, cho bạn nữ là bạn thân của em á. Thì kiểu như là khi mà em thấy bạn đó đi chơi với một bạn nữ khác, kiểu như mình không thích, rồi mình ghen tị, rồi mình khóc lóc, kiểu như là mình chỉ muốn bạn đó của mình thôi. Nhưng lúc đó em cứ nghĩ là chắc là tại vì mình kiểu như là mình ích kỷ á. Với lại lúc nhỏ thì em cũng thiếu thốn tình cảm. Nên kiểu như là khi mà có bạn rồi mình cứ muốn người đó một mình. Nhưng khi mà lớn lên rồi thì mới biết là mình thích bạn đó. Sau này khi mà bạn đó có một cái sự kiện là bạn đó tỏ tình với những cái bạn khác. Bạn đó tỏ tình với những bạn khác? Dạ đúng rồi. Là cùng giới hay khác giới? Dạ cùng giới luôn. Là bạn đó cũng là giống như em luôn. Nhưng mà tụi em lúc đó không có biết gì hết, chỉ biết là cảm xúc của mình thôi. Thì bạn đó mới về tâm sự với em, khóc lóc với em, cứ nói là tỏ tình với bạn này mà bạn này không có chịu, bạn này kỳ thị. Lúc đó cứ khóc hoài, mà bạn nó cũng đi tỏ tình với nhiều người, xong cứ về khóc với em hoài à. Thế xong rồi em mới nói thôi mình đừng có quen mấy người đó, đừng thích mấy người đó, thích tao đi, tao không bao giờ tao làm mày khóc đâu. Lúc đó em chỉ đơn giản nghĩ là em muốn bảo vệ bạn của em thôi. Rồi dần dà sau đó thì em mới tìm hiểu trên mạng là hai người con gái thích nhau thì như thế nào, cảm xúc như thế nào, thì em mới phát hiện ra thực ra là em thích bạn đó lâu lắm rồi, chỉ là lúc đó em không biết là đó là tình cảm thích, mà nghĩ là được ích kỷ thôi. Vậy từ đó giờ trong cuộc sống của em là có bao giờ em có sự rung động nào với bạn trai chưa? Dạ chưa. Chưa. Còn em từ nhỏ đến lớn có khi nào em rung động với bạn trai nào chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Trời, tại vì có những cái cặp á mà bạn ngồi đây mà hai bạn trai á là nhiều khi là cũng đã từng có bạn gái rồi luôn. Dạ. Rồi sau đó rồi mới làm biết là mình vậy.
Thế thì bao lúc nào thì em come out với gia đình và phản ứng của gia đình mình thì như thế nào? Tính ra em cũng chưa có một lần nào gọi là nói thẳng thắn với gia đình hết. Nhưng mà lúc mà khoảng em lên Sài Gòn thì em đi học khoảng năm thứ hai, mẹ mới bắt đầu biết. Là do em, dì em hỏi em thì em mới, em không muốn nói dối. Em mới thừa nhận với dì là em như vậy. Thì bắt đầu là sau đó thì chắc cũng có lẽ dì cũng nói với mẹ, thì mẹ cũng nói chuyện với em, thì em cũng tâm sự với mẹ như vậy. Khi mà biết đích thực như vậy rồi thì phản ứng bố mẹ như thế nào? Dạ lúc đầu thì mẹ cũng buồn, cũng như là mẹ em á, chỉ mong là sau này ví dụ mình sẽ có gia đình, có con cái, để nhiều khi là mình lớn tuổi rồi á. Nhưng mà dần dần á thì mẹ cũng hiểu, tình cảm cũng giống như những người trai gái bình thường vậy đó. Tụi em rất là thật lòng. Rồi em cũng có dẫn bạn về nhà, thì những người em quen nói chung là cũng hiền, cho nên là gia đình em cũng thương, nhiều khi thương hơn thương em nữa. Gọi là thành công ha. Dạ. Thế còn em, bao giờ lúc nào thì em chia sẻ với gia đình mình? Dạ em không ao cũng năm nay lớp 10 luôn à. Tại vì ví dụ bên đây nhỏ lớn á, nhìn men sẵn rồi gia đình ít bất ngờ. Dạ. Nhưng mà em là quá nữ tính luôn. Thì dạ, khi mà rồi. Như vậy thì phản ứng ba mẹ chắc là sốc á. Thì mẹ em cực kỳ sốc luôn. Kiểu như cũng là sự cố xảy ra khi mà lúc mà em đi học á, thì có một bé đó nhỏ tuổi hơn em, là cắt tóc ngắn giống như là mấy bạn trend đó, là cắt tóc ngắn. Thì hai chợ em đi về là chị là chị em thôi. Thì mẹ em mới là quen theo giám thị về mé của mẹ em á, là ừ đừng cho con bé này chơi với mấy đứa vậy á, coi chừng nó lây bệnh, coi chừng nó BD này nọ kia. Thì mẹ em mới, em đi học về mẹ em mới kêu em lại, hỏi là ủa chứ mày không được chơi với mấy đứa vậy nha, mấy đứa là bệnh này nọ kia, nó sẽ giết mày. Nói chung là dùng những cái lời lẽ xúc phạm ấy. Kiểu như mẹ em thực sự là không hiểu. Không hiểu. Thì lúc đó em nghe xong kiểu em cũng rất là bất đồng. Em mới nói là ừ thì con cũng bệnh vậy đó, con đang bị bệnh, sao mẹ cứ xa lánh con đi. Kiểu em bất đồng theo kiểu vậy. Em tóc dài mà nhìn em không bệnh nữ tính, nên mẹ em cũng không có làm dĩnh bằng trai vậy. Cứ như là không có làm bất cứ cái điều gì mà mẹ em cảm thấy chướng mắt hay mẹ em cảm thấy bực mình. Em cứ sống cuộc sống ngày bình thường của em như bao ngày á. Nên từ mẹ em cũng không nói gì luôn. Cũng im lặng đến tận giờ. Tới giờ luôn. Tới giờ thì em chưa bao giờ dẫn một người bạn nào. Dạ sau này thì em có dẫn, nhưng mà mẹ em kiểu cũng chấp nhận. Cách đây 2-3 năm thì em cũng có come out với mẹ là con, như là muốn xác nhận lại là chắc chắn là con là người như vậy và con không thể thay đổi được gì nữa hết. Tại vì trong gia đình thì đôi lúc cũng nói em cũng lớn tuổi rồi, nên lấy chồng có con. Thì mẹ em cũng nói là nên có một đứa con để sau này dưỡng già này cả kia. Thì em mới nói với mẹ là giống như là xã hội ở ngoài á, tất cả mọi người kỳ thị con thì con cũng có thể con vượt qua được, con sống tiếp được, con có thể bỏ qua hết. Nhưng gia đình không chấp nhận con mà kỳ thị con thì cứ bắt con phải làm theo những cái điều mà con không thể, thì con không thể sống nổi. Có hai mẹ con ôm nhau khóc. Thì mẹ mới nói thôi kệ đi, tao cứ cho như là mày đi tu đi. Nhưng mà mình có khẳng định 100% là mình giới tính sẽ không thay đổi về sau này không? Em là một đứa mà kiểu như là nói ra bất cứ điều gì em cũng phải là mình suy xét là mình có làm được hay không thì em mới nói. Bạn này chị không bàn, nhưng mà em là vì nữ tính mà em dạ. cũng rất là xinh đẹp. Nếu mà nói về nữ, có bao giờ có những bạn chàng trai nào đeo đuổi em, tỏ tình với em, tán tỉnh em chưa? Dạ có chứ. Em không có rung động gì hết hả? Dạ không, em chỉ có thể coi là bạn đó, kiểu như là bạn bình thường thôi, chứ em không có một chút rung động gì hết. Mà em nghĩ mãi mãi sau này cũng vậy. Dạ. Em có muốn có con không? Dạ có chứ, em rất là thích có con. Nhưng mà em không có nghĩ là mình sẽ lấy chồng và có con, mà em nghĩ là mình có thể làm nhiều cách khác. Rồi, nói một ít gì để chị tìm hiểu, chị hiểu thêm về tình trường thì sao em? Em thì cũng trải qua khoảng 4 mối tình. 4 mối tình. Dạ, mối tình đầu tiên thì là người đó em quen khoảng năm 10-11, thì là khoảng gần 4 năm. Cũng chung thủy dữ. Mối tình sau? Dạ, mối tình sau thì nó rút ngắn lại, nó còn khoảng 2 năm hơn. Rồi, kế nữa? Kế nữa khoảng 1 năm mấy. Trời ơi, kế nữa chắc còn 6 tháng quá. Dạ, khoảng vài tháng. Vài tháng, rồi cái mối tình sắp tới này sao đây em? Không, thực ra càng ngày nó càng ngắn lại vậy? Không phải là do em. Em á, là em luôn muốn một mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài hết. Nhưng mà nhiều khi mà mình quen nhau á, ngoài chuyện tình cảm thì nó còn nhiều cái vấn đề, nhiều khi nó làm ảnh hưởng. Thì cái đó coi như là duyên nợ thôi. Cái mối tình nào là ấn tượng nhất trong bốn cái mối tình mà em đã trải qua? Đó là mối tình khoảng 2 năm mấy. Lý do tại sao phải chia tay? Dạ bạn đó phải đi lập gia đình. Hả? Là bạn đó đi lấy chồng? Dạ đúng rồi. Đó, có trường hợp đi lấy chồng kìa, thấy chưa? À, đa số là mối tình đầu và mối tình mà em quen gần 4 năm á, với mối tình mà 2 năm mấy đó đều là đi lập gia đình á. Nhưng mà giữa cả hai bên á đều giống như là mình hiểu, tại vì mỗi người đều có cái hoàn cảnh hết.
chia tay mà đương tất nhiên là mình buồn với chị. Mình quen lâu rồi mà mình thương nữa. Mỗi người thì cái hoàn cảnh đưa đẩy thì họ cũng phải chọn cái gia đình hơn. Thì cái đó em cũng hiểu. Bây giờ em thấy cả hai người đều hạnh phúc rồi thì tất nhiên mình cũng cảm thấy mình vẫn hạnh phúc, mình vui. Dạ đúng rồi, vẫn hạnh phúc. Dạ, và em với hai người đó vẫn giống như vẫn quý nhau, rất là quý nhau, chứ không có mà ghét bỏ gì. Đó, thấy chưa, ta vẫn lấy chồng sinh con kìa. Chắc em là ngoại lệ. Em ngoại lệ, cuộc đời dài quá đâu nói chứ được. Nhưng mà em mà chắc chắn không rồi phải không? Dạ. Em mà đâu có vụ lấy chồng phải không? Phải không? Dạ. Chắc không? Riêng cảm xúc của em thì chắc là không được. Tại vì em ngay cả bạn bè bình thường em cũng không có bạn trai hay bạn nam luôn. Rồi hiểu rồi. Thế còn bên em tình trường em sao? Em cũng 4 năm mối tình. Rồi. Thế mối tình nào mà em sâu đậm nhất? Có thể mối tình mà sâu đậm nhất với em là mối tình 6 năm. 6 năm? Dạ. Ôi 6 năm mà sao chia tay? Dạ, cũng có thể là có nhiều lý do. Cụ thể? Người ta có người khác. Người ta có người khác? Dạ. Có phải là trong giới tụi em thì không có chung thủy không? Dạ không phải như vậy đâu chị. Không phải, hai người phản ứng mạnh quá hai người. Chứ tôi hỏi vậy thôi để cho... Cảm xúc của bản thân thôi. Tôi đôi khi tụi em hết duyên rồi. Có thể là như vậy. Có thể chỉ là nợ nhau một khoảng đường vậy thôi. Nhưng mà 6 năm thì dài quá, cả cái tuổi thanh xuân rồi còn gì. Nhưng mà đối với em cái mối tình đó là mối tình đẹp của em. Và khi em nhớ lại thì em cảm thấy rất luôn tự hào và em cũng luôn tự hào về người đó. Còn mối tình mà làm em đau nhất là mối tình gần đây. Tại sao? Thực ra thì mới quen nhau có một tháng thôi. Nhưng mà có thể là vì em là một đứa rất là nhạy cảm, với lại em cũng rất là kiểu như là nhường nhịn á. Người đó làm gì em? Kiểu người ta cũng có người khác á chị. Em cũng nói thẳng rõ ngay từ đầu là em bị tổn thương như vậy và em không có muốn tiếp tục như vậy. Nếu cảm thấy quen nhau được thì quen, còn không thì thôi. Nhưng mà bạn đó cứ tiếp tục cứ làm em tổn thương và em cảm thấy như em không được tôn trọng. Kiểu tới không tới, lùi không lùi, cứ dùng nhàng dạ. Mà hai người chia tay với em cũng không chia tay, mà buông ra em cũng không buông, mà giữ em lại cũng không giữ, nói chung là không rõ ràng. Thì em mới dứt khoát là em phải chia tay, tại em không muốn đau thêm nữa. Thì bạn đó cứ vậy đăng cái này đăng cái kia lên mạng, rồi đăng thì nói em này kia trên mạng, nhưng mà sau đó thì cứ nhắn tin kêu em quay lại. Bây giờ dứt chưa? Dạ dứt rồi. Bao lâu rồi? Dạ cũng cách đây 3-4 tháng rồi. Tưởng đâu 3-4 ngày hết rồi. Được rồi, bây giờ em mong muốn tìm một người như thế nào? Em thì em là một người rất là tình cảm. Em hy vọng tìm được một người giống như là chân thành, thật thà với nhau, tôn trọng nhau và tin tưởng nhau, và cùng nhau cố gắng. Mình cũng không có nói trước được là mình sẽ đi được tới bao lâu hết, nhưng mà em hy vọng là nó sẽ một đoạn đường thật là xa. Đâu em tìm thử coi có cô ấy trong đó không. Nên coi anh tắm hơi coi, nhiều quá nó rối. Thấy chưa? Trời ơi sao cái hình rõ mặt không chịu lựa mà lựa cái hình đứng nghiêng vậy. Rồi giữ đó đi. Rồi tôi cũng không biết luôn, nhìn nghiêng sao thấy được ai. Dạ đây nè. Đâu? Ai đâu? Dạ đây. Rồi giữ đó đi nha, để kiểm tra có đúng không. Kiểm tra chưa? Em nghĩ bạn này. Tại sao nghĩ bạn đó? Em so sánh hình ngày xưa. Rồi, hay quá. Hình như mấy bạn này cảm nhận ghê thiệt. Hãy kiểm tra xem cảm xúc của mình đúng không nha. Hay vậy, hình đông vậy mà chỉ được, hay thiệt. 1, 2, mở cửa trái tim. Rồi, sao, hai bạn đoán đúng không? Dạ đúng. Hay dữ vậy ta, xuất sắc. Thần giao cách cảm vậy là chị trước mắt chị thấy hợp rồi đó. Em mà tối em chỉ sai chắc cũng quê lắm. Đâu có quê, ở đây nhiều người sai lắm, sai là bình thường. Dạ. Thế rồi bây giờ mở ra nhau nhìn nhau rồi nè. Cảm xúc đầu tiên khi thấy bạn gái là như thế nào? Bạn dễ thương. Dễ thương. Còn em? Dạ cũng vậy, dễ thương. Dễ thương luôn. Nãy em chưa nói ưu điểm, khuyết điểm của mình. Sao nãy chị không che là dễ mắc. Không, bây giờ mở ra nói mới dễ, mở ra mới thẳng, nói thẳng nói thật được. À dạ, em thích chân thành á. Nhược điểm của em là em hơi nhát, với lại á em kiểu giống như nhiều khi em cảm thấy em hơi nhàm chán. Do em không có, em thường em chỉ thích ăn uống cà phê, xem phim hay là đi du lịch này thôi, chứ em cũng không có biết như là đi chơi này nọ như người khác. Mình phải tìm hiểu thêm, mình biết đó khuyết điểm của mình phải tìm hiểu thêm chứ, cho nó phong phú hơn trong tình yêu đúng không, đỡ bị nhàm chán. Dạ. Thế còn em, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Khuyết điểm của em là em suy nghĩ rất là nhiều, em rất là nhạy cảm. Biết rồi. À,
ưu điểm của em, tính vì em nhạy cảm quá nên đôi khi em dễ nắm bắt được cái cảm xúc của người khác á. Và em cũng dễ thấu hiểu người ta. Đó cũng là một cái rất là tốt đó. Trong cuộc sống mình bây giờ là chia sẻ. Chị nghĩ vậy nè, đôi lúc trong cái giới của tụi mình á, vô yêu với giới của tụi em thì tụi mình tính lên tụi vô trọng luôn. Giới tụi em á thì mình nghĩ á, cái sự chân thành là quan trọng. Bởi vì nó không có cái mối quan hệ mà nó ràng buộc, cho nên quan trọng là cái sự chân thành. Với lại thật sự bây giờ tình yêu, nhưng mà đến một lúc nào đó cái tình yêu nó phải biến thành một cái tri âm, tri kỷ, một cái tình bạn nữa. Bởi vì mình là nguyên nhân gốc sâu xa, mình là cùng phái với nhau, mình phải thương yêu nhau hơn, đúng không em? Mọi đàn ông đem mang lại đau khổ cho phụ nữ không mà, chỉ có phụ nữ mang đến hạnh phúc cho nhau. Hỡi hai người phụ nữ đó, phải mang lại hạnh phúc cho nhau. Men lên. Rồi mời quý vị bây giờ chúng ta sẽ ăn với nhau và trò chuyện với nhau nhiều hơn nha. Đây là món sườn nướng Mông Cổ. Không ai có thể cưỡng nổi món sườn nướng kiểu Mông Cổ. Có vị ngọt nhẹ và mùi BBQ của sốt Âu Mỹ, ăn kèm với khoai tây chiên và bia thì không cưỡng lại nổi. Trước khi mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Mận Đỏ thì còn một phần nữa, bữa nay rung quá MC quên hết tặng quà. Đó, nhàm chán. Phải tự ý thức được chuyện này chứ. Thì đã tập về nhau lần đầu mừng. Tiên cũng không biết tặng em gì thôi em... Dạ, cảm ơn ạ. Dạ, đây là cuốn sách mà em thích nhất, nói về những câu chuyện về chân dung của LGBT á. Cái này là chỉ lưu hành nội bộ thôi nên ở ngoài không có, nhưng mà em rất là thích những câu chuyện trong này nên em muốn chia sẻ với. Hàng hiếm mà. À, cảm ơn. Đọc em xong cho chị nha. Mượn đọc với, tại vì chị làm hay làm chương trình chị cũng cần đọc để tìm hiểu. Dạ, không dạ tất nhiên. Có cho anh cho chị mượn không? Dạ có. Ồ, chị tương mà phải cho chị mượn. Dạ. Rồi coi coi quà của bạn trai là cái gì vậy? Kỳ ơi. Kỳ gì không biết nữa. Son môi ạ. Wow, phụ nữ ha, một cây son môi. Rồi, rồi bây giờ thì Tường mời hai bạn thưởng thức món sườn nướng Mông Cổ của nhà hàng Mận Đỏ. Nhưng mà vừa ăn phải vừa trò chuyện với nhau, mình có ít phút thôi, chị Tường sẽ quay lại ha. Dạ. Tự tin lên tìm hiểu rõ hơn một chút xíu. Mối tình này dài lại 4 năm, 5 năm, 10 năm chứ đừng có sụt xuống mấy tháng nha. Em bị bỏ không mà. Em bị bỏ không mà. Chúc mừng em lần này. Mời người ta cùng ly đi, ga lăng lên chút xíu. Dạ. Đỡ nhàm chán. Nói chung mời em nha. Cảm ơn. Sở thích em là gì? Thật ra cũng không có nhiều sở thích, kiểu như là đọc sách nhiều, đọc sách nghe nhạc. Đọc sách là nhiều. Đi du lịch thôi. Có gì vậy, chắc là phải học hỏi em ở cái khoản đọc sách. Đọc sách nhiều hay mà, tại vì em hay suy nghĩ nhiều á. Nên đọc sách có những câu chuyện nó sẽ tích cực hơn cho mình. Cho em hỏi câu này nha. Kiểu như là ví dụ như á, khi mình đang có người yêu đi, mà có ai đó nói xấu người yêu hay là nói một cái điều gì đó về không tốt về người yêu, kiểu như có người yêu lên gặp một người khác chẳng hạn, hay như vậy thì em sẽ phản ứng như thế nào? Nếu mà nói người yêu mình nó đang quen một người khác á, thì trước tiên á, là mình quen người đó mà, thứ nhất là mình phải cảm nhận được người ta như thế nào. Còn thứ hai á, mình nghe là nghe người mình thương nói như thế nào. Còn ví dụ như ở ngoài người ta nói á, thì mình cũng đâu có xác nhận được. Quan trọng chỉ cần người mình thương người ta có thừa nhận với mình hay không. Còn như người ta chối hay sao, chẳng ai mà thừa nhận hết. Tại vì thật ra không có gì mà mình che giấu hoài được hết á. Cho nên thì thôi, nếu mà người ta muốn giấu thì mình cũng không có cách nào mình biết được. Nếu người ta lừa dối anh thì em sẽ làm gì? Thì chấm dứt mối quan hệ đó vậy thôi. Tại vì một mối quan hệ á, theo như anh, quan trọng nhất là mình phải chân thành nha. Ví dụ như á, mình lớn hết rồi, nhiều khi ở bên mình người ta không còn cảm xúc nữa, nhưng mà người ta vô tình người ta gặp một người nào đó người ta có cảm xúc thì người ta chạy theo cảm xúc người ta thôi. Thì chỉ cần quan trọng nói rõ với nhau, ngồi lại nói với nhau thẳng thắn là mình chia tay nhẹ nhàng thôi. Sau này mình gặp mình vẫn có thể làm bạn bè bình thường. Hồi nãy em có nói là em có hoạt động trong cộng đồng LGBT á, thì em cũng có tổ chức những sự kiện cho cộng đồng cũng như là tham gia hoạt động, thì em cũng sẽ có đi những sự kiện rất là nhiều. Và thực sự em là một đứa mà rất là thích giúp đỡ người khác á. Khi mà tập trung vào cái gì đó em sẽ cứ tập trung vào cái đó, thì đôi khi em hơi bị lơ là người yêu, hay bản thân em cũng lơ là mình luôn, kiểu như cũng không chăm sóc mình được. Thì kiểu như anh có thích một người yêu mà tham gia những cái công việc của cộng đồng như vậy? Tại vì trước kia những người yêu cũ của em hay nói với em á là em làm công việc vô bổ. Cái quan điểm là khi mà mình ở cộng đồng á, mình giúp, tất nhiên là mình giúp được nhiều người khác rất là tốt luôn. Muốn chi là giúp đỡ những người cộng đồng của mình để những người khác hiểu hơn về cộng đồng của mình, có một cái nhìn nó tốt đẹp hơn, thì tất nhiên nó là sẵn sàng ủng hộ em thôi. Với lại á, mình cũng không phải là còn nhỏ mà cứ quen nhau vui, giả sử như hai đứa mình tìm hiểu mà hợp á, thích nhau, không phải là kiểu mà còn nhỏ cứ phải suốt ngày mình cầm điện thoại nhắn tin hay là mình phải giám sát người mình yêu như thế nào này nọ.
Thật sự cái quan trọng nữa ngoài tình cảm là cái thứ hai là lòng tin với nhau. Tại vì nếu mà không tin nhau không quen lâu dài được. Em cũng thấy vậy. Nữa. Nó đút ăn nữa, trời ơi, tôi mà có bạn trai nào đút tôi ăn chắc tôi xỉu luôn quá. Không ai đút chị ăn hết trơn á em ơi. Cũng ga lăng thịt thiệp lắm, ghê gớm lắm. Ủa em người miền Trung hả? Dạ đúng rồi, mẹ em Huế. Huế, còn ba? Ba cũng Huế luôn. Ồ vậy hả? Dạ. Vậy là cùng gốc với chị ha, chị ba mẹ cũng Huế luôn. Dạ. Bởi vậy là áo dài, thấy áo dài thức tha nha. Tôi nói không? Nói chứ nãy giờ mình có trò chuyện, mình có hiểu nhau được thêm miếng nào không? Dạ cũng có. Ví dụ như giờ nam nữ thì chị sẽ hỏi là kế hoạch bao lâu kết hôn hay là cái gì. Còn như tụi em thì cái kế hoạch là như thế nào, em nói chị nghe thử. Dạ thường á thì trong một bất kỳ một mối quan hệ nào, khi mà em có cảm xúc em thích em thương rồi thì tất nhiên em muốn đi đường dài. Cho đi đường dài là đi như thế nào? Nếu mà em với bạn này thì bạn cả hai bên đều có một cái điều mà em thấy may mắn, đó là cả hai bên đều đã come out với gia đình rồi. Cái vấn đề đó mình qua được rồi á thì mình cùng nhau mình cố gắng về giống như là công việc tương lai mọi thứ, để cố gắng có thể là về mình cùng nhau mình sống chung một nhà, mình cố gắng với nhau. Thí dụ như mẹ em mong muốn em có một đứa, có những đứa con sau này để mình, thí dụ mình lớn tuổi, bây giờ thời đại mình cũng hiện đại, công nghệ cũng hiện đại rồi, thì mình có thể như những người bạn của em có thể đi thụ tinh nhân tạo. Nhưng bây giờ thí dụ giờ hai bạn lấy nhau ở chung với nhau đi ha, thì giờ đi thụ tinh nhân tạo là sẽ thụ tinh ai? Mình sẽ đến bệnh viện mình đem trứng của cả hai, mình mua tinh trùng của bệnh viện. Trứng của cả hai? Dạ đúng rồi, mình cho nó lên phôi á. Của người nào lên á thì sẽ người đó sẽ có hai trứng thôi. cùng lên một lúc với một cái tinh trùng. Dạ đúng rồi. Rồi hên của ai dính thì dính, là coi như con nó của cả hai. Dạ đúng rồi. Tại vì bạn em cũng vừa làm xong là cũng chắc hôm nay gần sanh rồi. Vậy á hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà rồi vô bụng của ai sanh? Anh thiệt là tôi phải hỏi chứ. Vô bụng của ai sanh? Như là mình không quyết định được người nào sanh, mà là do bạn em nói là người nào mà lên phôi với cái tinh trùng đó thì người đó sẽ là sanh. À. Chứ mình cũng không có làm chủ được. À. Có nghĩa là bệnh viện người ta sẽ biết cho biết là cái phôi của bên của cái trứng. Dạ của... thử cả hai. Thử cả thì có nghĩa là lấy trứng của cả hai phối hợp với một tinh trùng. Dạ, bệnh viện rồi. Sẽ báo là ví dụ nó dính rồi, thụ tinh rồi. Dạ. Thụ thai rồi thì sẽ cho biết cái thụ thai đó là cái trứng, là trứng của bạn nào. Dạ đúng thì rồi. Trứng của bạn nào thì bạn đó sẽ là sinh. Dạ đúng là rồi. Con đó là của cả hai. Thế bạn kia có cam tâm tình nguyện là nuôi con của cái trứng của bạn này không? Dạ có. Bình thường. Tại bình thường thì thực sự là trong cộng đồng LGBT tụi em á, giống như ví dụ như là nếu là em thì sao, nếu là em là người phải sinh mang thai thì bạn đó cũng phải chấp nhận. Thực sự tụi em yêu thương nhau và người. Ê, mình đẻ đang... hai đứa đi, mình làm gì chi vậy? Bây giờ mình một cái nguồn trứng thôi, một cái nguồn gọi là tinh trùng thôi, để là hai đứa con nó một cha thôi. Nhưng mà mình thụ tinh hai lần được không? Mình hai ống riêng đi, mình hai đứa cùng có bầu lượt luôn, đẻ lượt cũng vui. Nuôi luôn. Trời, ý kiến tôi hay đó, tôi bảo đảm cộng đồng LGBT sẽ đồng ý kiến của tôi. Giờ hai bạn đều là nữ đúng không? Dạ. Thì bây giờ con nuôi chung thì giờ đẻ hai đứa đi, thì hai bạn cùng thụ tinh một lúc, cùng một tinh trùng, hai người có thai đẻ lượt luôn, nuôi nhau chăm sóc nhau, tôi thấy quá hay luôn, quá tuyệt vời. Bầu mà phụ không kịp kêu tôi tới tôi phụ cho. Cái này tôi thấy vui á. Không, chị thấy ý kiến nó được, mà có ai làm vậy chưa ta? Không biết là cộng đồng LGBT có ai có suy nghĩ như vậy chưa? Chưa đâu, em nghĩ là chưa. Tại chưa thường thường chỉ là một người mà. Chỉ là một người thôi. Chắc do người ta nghĩ là nuôi không nổi hoặc là không thể lo hết thôi. Chứ chị nghĩ ý kiến đó hay á. À, là tôi ý là của tôi thôi. Mà biết đâu mai mốt sẽ có nhiều người sẽ tán thành ý của các tường. Nếu mà mọi người khán giả mà đang theo dõi chương trình này, mà đặc biệt là những bạn trong cộng đồng LGBT mà thấy ý kiến của tường là hợp lý á, cho tường vào cái comment nha, tường sẽ coi để mà tường tiếp thu ý kiến của các bạn. Còn nếu tường nói sai, các bạn đừng chửi, tại tường không hiểu. Nhưng mà tường thấy cái này là đúng, cái này là về y học. Rõ ràng là cuối cùng vẫn là hai đứa đó là anh em chị em với nhau. Rõ ràng do hai các bạn nuôi dưỡng mối quan hệ còn thấm thiết hơn nữa, nó là cùng cha mà. Đúng không? Chị thấy là tuyệt vời. Rồi, chị hy vọng là sẽ ok. Rồi, mỗi người một lá. Bấm ba là xì bùa, bóc chúng cái nào thực hiện cái đó. Toàn mà khó không đó, bóc đi. Hãy đựng mặt đối phương và thể hiện lời nói. Hãy là người yêu anh nhé. Trời ơi, dễ quá. Cơ hội nữa, không có còn. Khó nha em lắm á. Dễ. Tại vì em á, giống như là em không có biết nói chuyện ngọt ngào, lãng mạn được như người khác á. Thôi làm đi, đây là cơ hội đó, bước qua ha. Vòng qua sau lưng tôi, lẹ.
Thật ra đây là lần đầu tiên của em luôn á. Cái gì cũng phải có lần đầu chứ. Trời ơi, thơm dữ, nó bước qua người tôi mà thơm phức luôn vậy á. Hy vọng mình có cơ hội á thì... Trời ơi, dễ thương quá. Trời ơi, trời, tôi cho cơ hội rồi còn trời ơi đất hở gì nữa. Bên đây. Điểm yêu thích của đối phương mà bạn đang tiếp xúc, từ khi mà em chưa nhìn thấy mặt mà những gì mà bạn anh nói á, thì em cảm thấy là thực sự là một người rất là hiểu chuyện. Em cảm thấy rất là hiểu chuyện, em rất là thích. Vui rồi, thấy không? Vui rồi, thấy chưa? Thật ra đó là những cái để cho tụi em test thêm cái cảm xúc với nhau, cho tụi em có cái sự gần gũi với nhau hơn thôi. Thì đến với chương trình ngày hôm nay, thật sự Tường cũng không biết nói gì nhiều, tại vì Tường cũng không có cái nhiều cái kinh nghiệm trong này. Nhưng mà đây là một cái cơ hội, Tường nghĩ rằng là hai bạn sẽ biết đâu hôm nay là sẽ có một cái mối lương duyên với nhau ha. Cơ hội cuối cùng cho em trong ngày hôm nay, trước khi bấm nút, hát một bài hát tặng bạn gái. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy. Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta. Vì nơi con tim này luôn có tình yêu dấu kín cùng thương nhớ cho em. Hả, hết rồi. Hết rồi. Thôi rồi, em muốn hát không? Em hát ngắn rồi. Thôi được rồi, thế là cũng vui rồi chương trình ngày hôm nay. Thế bây giờ là cái lúc quan trọng nhất, hai bạn sẽ cùng đặt tay vào cái nút bấm này. Chị Tường sẽ đếm từ 1 đến 3. Nếu thật sự chúng ta rung động và có cảm tình với người đối diện và nghĩ rằng đây là một cái mối quan hệ lâu dài thì chúng ta bấm nút nha. 1 2 3 Tôi thấy bạn gái bấm, tôi sợ lật cái móng tay ghê vậy đó. Tại cái móng tay dài quá, bấm không được, nhưng bạn ấy vẫn quyết chí. Rồi, chúc mừng hai bạn về một bên. Trước tiên là chị Tường gửi tặng cho hai bạn những chiếc vé xem phim của rạp chiếc phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Chúng ta có thể đến đây xem phim, tâm sự, trò chuyện với nhau ha. Một nơi cũng rất là lãng mạn, nắm tay nhau, một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt. Dễ luôn, quá trời ơi, tôi ganh tị quá.